Hôm nay thì thầy sẽ chữa chúng ta một số dạng bài liên quan tới phần axit nitric tác dụng với kim loại, và đây là bài số 9 trong chuyên đề của chúng ta. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tóm tắt đề bài một chút nhé. Bài số 9 như sau: cho 2,8 g hỗn hợp X gồm Cu và bạc phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3, thu được 0,04 mol NO2, và đây là sản phẩm khử duy nhất của nitơ dương 5, và dung dịch chứa cá muối, vậy giá trị M bao nhiêu? Thì bài này rất là đơn giản thôi. Chúng ta có khối lượng của muối thì sẽ bằng M kim loại cộng MNO3 trừ. Vậy nhiệm vụ chúng ta đây là sẽ tìm NO3 trừ thông qua xâm mol của NO2. Chờ, vậy là bài chúng ta sẽ giải như sau nhé. Nào, ở đây ta có NO2 là bằng 0,404 mol đúng không? Đấy, và nhớ đây là sản phẩm khử duy nhất rồi. Và không có thằng sản phẩm khử khác nữa, được chưa ạ? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có cái công thức tính gì đấy? MNO3 trừ tạo muối. Đó. Thì thầy sẽ đưa cho bạn công thức tổng quát nhé. Sau đó các bạn sẽ áp dụng sau. Ở đây thì NO3 trừ tạo muối nó sẽ bằng 3 lần NO cộng với NNO2 cộng với chỗ này là 10 lần N2 cộng với lại 8 lần N2O đó, và cộng tiếp với 8 lần N của NH4 NO3 đó. Đây là cái công thức mà tính NO3 trừ tạo muối. Và các bạn chú ý nhá, đề bài nó cho sản phẩm nào thì chúng ta sẽ tính theo sản phẩm đó. Ví dụ đề bài ấy người ta cho là NO2 thì chúng ta tính theo thằng xâm mol của NO2 nhá. Bây giờ ta hãy thay vào này, thay số này. NO3 trừ tạo muối nó sẽ bằng N của NO2 đúng không? Và chúng ta có ngay bằng 0,04 mol rồi. Được chưa? Vậy mol muối sẽ bằng M của kim loại cộng với lại M của NO3 trừ. Đó, và M kim loại chúng ta có đây rồi. Để bài cho M kim loại đây rồi, đúng không? Các bạn để ý đây, M kim loại đây rồi. Là bằng 2,8 gam hỗn hợp rồi, được chưa? Sẽ bằng 2,8. Cộng với MNO3 sẽ bằng là 62 nhân với lại 0,04. Đó, và kết quả của chúng ta sẽ ra ngay 28 cộng 62 nhân 0,04. Đó, và kết quả chúng ta 2,8 thì xin lỗi nhé, đây 2,8. 2,8 cộng với lại 0,04 nhân 62. Kết quả của chúng ta đây là 5,28 g. Đó. Và đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là đáp án D. Vậy bài này chúng ta áp dụng một công thức rất đơn giản thôi, là tính số mol của NO3 trừ tạo muối ra dựa vào cái sản phẩm khử. Số mol sản phẩm khử là gì?